tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng. Theo tính toán, nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam sẽ tăng trưởng gần 10% mỗi năm trong những năm tiếp theo. Điều này đặt ra thách thức rất lớn trong việc đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống của người dân. Với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện, ngày 22 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Nhiệm vụ chủ yếu của Ban chỉ đạo là chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đồng thời kiểm tra đôn đốc đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, các dự án thuộc diện theo dõi, kiểm tra, giám sát. Theo danh mục được phê duyệt, các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban chỉ đạo gồm 12 dự án nguồn điện, 28 dự án lưới điện, các chuỗi dự án khí điện Lô B, chuỗi dự án khí điện Cá Voi Xanh, chuỗi dự án khí điện NLG Sơn Mỹ, các dự án for NLG và nhà máy điện sử dụng NLG làm nhiên liệu như Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng giai đoạn 1, Cà Ná, Bạc Liêu và hai dự án lọc dầu. Trong thời gian qua, mặc dù chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành năng lượng, song quá trình triển khai còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Những vướng mắc tập trung chủ yếu vào công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí triển khai dự án. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm của ngành năng lượng còn gặp vướng mắc về xác định giá mua điện và sản lượng mua dài hạn của các dự án điện khí. Ngoài ra, còn khó khăn về công tác khảo sát đo đạc trên biển, vấn đề đầu tư và quy hoạch đối với dự án điện gió ngoài khơi. Theo các chuyên gia kinh tế năng lượng, việc đảm bảo an ninh năng lượng trên phương diện quốc gia chính là sự duy trì liên tục ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng năng lượng để sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Yêu cầu này đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng. Chỉ khi các dự án này được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch mới có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của đất nước. Ta thấy nói chung năm qua chúng ta thấy là nói chung là vẫn đấy là bốn nguyên nhân cơ bản mà làm cho các dự án trọng điểm nó chậm tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ các công trình và dự án năng lượng không chỉ giúp tăng cường nguồn cung điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt áp lực đối với hệ thống điện, đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.